cho các bạn. Vâng, thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn học viên thân mến. Vâng, tiết mục nhảy sạc của lớp A39 đã kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/10 hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị những giây phút thư giãn giải ý nghĩa. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức.